Là tôi xin chào tất cả các em càng thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay sắp đến cho mọi người một lô máy nha mọi người. Thì lô máy này có những con máy đời cao, đa phần những con Abu, Daiwa Kit, Beamaster. Còn bên đây là hàng máy cổ nha, cho anh em đam mê máy cổ. Có Mitsen, Abu, đặc biệt là có con Abu C5. Rồi, để vô sắp vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi trong bếp sắp lên á, anh em cứ gửi về cho sắp nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, sắp lên máy thứ nhất mình khảo. Thì máy thứ nhất sắp lên cho mọi người là một con máy Abu. Thì con này một con máy Abu Cardinal. Xây 2500. Đó, chuẩn xây 2500 luôn. Con này đặc biệt là tay quay đôi. Đó. Sắp về chiếc này thì được ở 6-7 con. Đây, con này thì con full túi nha. Hàng này thì là đa phần những hàng trưng bày. Đó, mới 100% chưa qua sử dụng. Thì máy tay quay đôi này thì rất là thuận lợi cho anh em nào câu lua, đó, lua lóc, lua chẽm, đó. Tay quay đôi nhé, rất là đẹp luôn. Tay quay kim loại, nồi kim loại, đó, rất là đẹp. Máy chạy 4 mặt đạn KPS, dòng tua là 5.1.1 nhé. Đó, con này thuận tiện cho anh em nào câu lua, đó. Đồng thời anh em câu ISO, câu hanh, câu cháp cũng rất là ok. Đó, máy nhỏ gọn tiện lợi, hoạt động thì mượt mà. Đó, anh em lua mực cũng rất là ok luôn. Đó, rất là êm, mượt mà nhé. Mô bên là một bên sóng, đây cước ok. Đây, cước 2.5 cho được 150m. Be thì be sổ 2 cho được 150m. Đó, chỉnh xây nhé. Máy đẹp, tổng thể đẹp. Rồi, giá công khai máy số 1 giá 700 nhé. Máy số 2 cũng vậy, Abu Cardinal 2500, máy số 2 700. Tiếp theo máy số 3 lên cho mọi người một con máy Abu Cardinal. Thì con này xe 5000. Đó. Loại này thì shop cũng được 6-7 con gì đó. Nên hai máy tượng trưng thôi. Đây. Abu Cardinal 5000 thì con 5000 này có xe tương đương cho tầm khoảng 6000 Shimano nhé. Đây. Cước số 6 nó vô được 150m. Con này chạy là 4 mặt đạn. KTO của nó là 4.8.1. Be số 3 vô được 240m. Thì con này thì thuận lợi cho anh em câu câu ngâm, câu lăn xê. Anh em có thể câu lua lóc cũng được, dạng lua lóc đánh giá thiệt. Dạng nó bao lực á, rất là ok nhé. Đánh lục cũng được. Xây 5000 6000 này thì đa năng rồi, hoạt động rất là mượt. Máy thì đổ trái phải bình thường. Đó. Nó lăn đẹp, nó kim loại tay bay nè, nấm tròn nhá. Rất là ok, hoạt động rất là mượt và đầm. Thì đây là những loại máy là máy trưng bày. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, máy số 3 giá là 800. Máy số 4 cũng vậy. Đây, máy số 4 sắp đổi qua tay trái cho mọi người. Đó, chạy quay đổi trái phải bình thường. Giá là 800 nha. Hoạt động thì rất là mượt. Đó. Im và đầm á, rất là đầm luôn. Anh em là câu cha thì câu cha câu chép lăn xê. Đó, lấy con này về đánh rất là ok nha. ABS đầy đủ nha. Rồi, giá là 800 nha. Tiếp theo lên đây là nguyên cái dòng máy cổ. Đây là một loại máy của Pháp sản xuất. Đây, một con máy Mitsen. Thì nói thì con này có xuất sắc nè. Đó, xuất sắc đi ti đó. Cái chân máy thì bị họ cắt bằng lại đây, chân zin của nó thế này đó. Thì em chả biết sao họ muốn cắt thì cắt thôi. Máy về sau thì shop sẽ để quậy cho anh em. Mô bên là mô bên sóng nha, cốt bấm, cốt trợ lực nằm đây, con lăn ok, máy hoạt động ok nha mọi người. Đó. Mình được ok, quay tới ok. Đó, loại này là của Pháp sản xuất, nhông nó cực kỳ dày luôn. Rồi, máy số 5, máy xuất sắc, giá là 500k cộng ship. Tiếp theo máy số 6. Máy số 6 thì lên cho mọi người vẫn là một con máy Mitsen 300. Đó. Hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok, không lỗi. Đây. Tiếng gắt của mobile kêu nè, rất là đã. Cái này tự bật nha anh em.
máy ngược ok, đó, quay tới ok, máy hoạt động tương đối ok nhé. Tổng thể ngoại hình thì máy này nó sẽ mới hơn con máy số 5 một tí đó. Máy vẫn là máy sản xuất của Pháp. Rồi giá công khai máy số 6, giá là 600 nhé. Thì những con này nó có xe tương đương ra tầm khoảng 4.000 nhé, 4.000. Tiếp theo máy số 7, máy số 7 lên cho mọi người vẫn là một con máy Misen của Pháp sản xuất. Thì tổng thể con này được gọi là mới, vì theo những cái năm sản xuất thì nó tầm khoảng 3-40 năm này. Đó. Thì như thế này được gọi là mới luôn, rất là ok rồi. Số 7 mới nha mọi người, Misen. Máy thì nguyên zin, không sơn không sửa gì hết. Đó. Thì có nhiều con máy nó sẽ dính bụi, anh em về chịu khó vệ sinh giúp shop nha. Đó. Tôi làm bộ vệ sống. Máy này đẹp, con này đẹp. Đó, xuất sắc các bạn ít luôn. Và tổng ok. Đó. Ok. Về tới ok. Đó. Bộ vệ sống. Rồi giá công khai máy số 7, giá là 650k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 8, con số 8 lên mọi người vẫn là con Misen. Thì con Misen này của Pháp nhé. Đây, Frank có bên sống. Con này đặc biệt cái tiếng rất của một bên nghe rất là đã, rất là giòn. Tổng thể của hình đẹp nha mọi người. Con này miếng ron ở đây nữa nè, ron màu đỏ Misen lần ok nhé. Tổng thể hoạt động ok rồi, im mượt rồi. Đó. Con này thì nó không có tiếng gà gà. Đó. Mua sống. Rồi giá công khai mã số 8, giá là 700. Tiếp theo mã số 9, máy số 9 vẫn là một con Misen, con Misen 300 hàng của Pháp, Misen. Tổng thể con này đẹp, cũng được gọi là đẹp. Đó. Con lăn sáng nè. Đó. Tôi quay đây, máy hoạt động ok. Đó. Êm mượt, da lê tự bật, máy ngược ok, về tới ok. Rồi giá công khai máy số 9, giá là 700 nhé, 700 cộng chip máy số 9, bô bi sống, hàng của Pháp. Tiếp theo lên đây. Đó. Lên đây là một con máy, ba con máy này là bản máy của Abu. Thì con Abu này của Thị Điện sản xuất nhé. Đó, một dòng đời khá là cổ. Thì con này một con máy Abu C3. Thì dòng C3 này nó sẽ tương đương ra tầm khoảng 2.000 ha. Đó. Hoạt động rất là mượt. Đó. Ok. Đó. À, dính. Hoạt động mượt mà nha mọi người. Bộ bên sống nè. Chiếc bộ bên ở dưới đây. Đó. Rất là thiết kế rất là đẹp. Thì máy có xước sát, đó, máy chưa sơn, chưa bảo trì hết. Máy nguyên zin. Rồi, giá công khai máy số 10, giá là 1.200.000 nhé. Tiếp theo con máy số 11. Máy mua 1 là một con máy Abu C4. Thì dòng C4 này tay quay nó đây, đó, hàng nguyên zin, tay quay núm gỗ nha. Hàng Abu. Máy hoạt động ok, im mượt. Con C4 này có chạy tương đương ra tầm khoảng 4.000, hoạt động rất là ok nhé. Loại này thích hợp cho anh em là sưu tầm là chính thôi. Nó về sống, dòng siêu vô pin, gãy cước ok. Đó. Dạng này dạng máy cổ chuyên về sưu tầm là nhiều. Rồi giá công khai mã số 11, giá là 1.200.000 nhé. Tiếp theo máy số 12, loại này thì hiếm à, con này nó thiệt là hiếm. Đây là một con máy Abu C5, dòng C5 này cũng hiếm nha mọi người. Con này có xe tương đương là khoảng 5.000-6.000.
tương đối bự. Anh em nào về sưu tầm, anh em câu răng C rất là thích con này, câu răng C dạng câu ngâm, máy hoạt động rất là êm, êm và đầm nữa. Đây, êm gu nhá. Những con máy này dạng đời cổ rồi, cũng có tủ rồi. Mobin là mobin của carbon, em mua nhá, đủ tem hết nha mọi người, loại này đủ tem hết. Rồi giá công khai máy số 12 giá là 1,5 triệu nhé. Các bạn cũng ok, không lỗi. Chiếc mobin dưới đây. Đó. Tiếp theo máy số 13. 13 lên cho mọi người một con máy của Nago. Con này của hàng Matic sản xuất. Con này của Korea. Đó, một con máy Korea. Con này xây 3 ngày, cước số 3 như là 190m, cước số 4 như là 100m. Có số 4 như là 100 mấy chục mét nè, 105 quá. Đó. Cước số 5 như là 130m, sẽ tương đương khoảng 3.000-4.000. Máy hoạt động ok, nồi kim loại. Đó, đòi này anh em nào mới tập lua, anh thổi câu ngâm rất là ok nhé. Rồi, giá công khai mã số 13, giá là 200. Giá này cực kỳ hữu nghị luôn. Đó, 200 cộng ship nha mọi người. Máy đẹp nha. Tiếp theo máy số 14. 14 lên cho mọi người một con máy Shimano Holiday. Thì dòng một dòng Holiday 3000 thì cước số 3 là 150m, cước số 4 là 100m. Tổng thể ngoại hình đây, đó, rất là ok nhé. Ngoại hình thì có xuất sắc DT nè, dòng máy cũ thế này thì anh em quan trọng về cái hoạt động của nó nhiều hơn. Đó, mô bên sống. Con này sản xuất tại Malaysia. Máy hoạt động rất là mượt nè. Đó. À, máy hoạt động mượt mà nha mọi người, một bên sống lấy cước ok, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, mượt mà nhé. Rồi giá 14, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship máy số 14. Theo lên đây lên con máy số 15. 15 lên cho mọi người một dòng máy Daiwa. Thì con này một con Daiwa Grand, con Daiwa Grand 4000 này có xe tương đương ra tầm khoảng, để xem, ra tầm khoảng 6000 nha mọi người, 5000-6000, cứ số 5 được 200m, cứ số 6 được 150m. Mô bên số nè, đó, con lăn còn đẹp nè. Con này được sản xuất tại Nhật nha mọi người, Mercedes-Benz. Những dòng Grand này nè, và động mượt mà. Đó, anh em đánh ngâm câu ngâm mà cầu lăn xe thế này à, đó này biết cho nào mới hơn. Đó, rất là mượt nha, mô bên sống. Ngoại hình thì nó có xe sát nè, đó, ngoại hình có xe sát. Quay ngược ok, quay tở ok. Đó. Rồi giá công khai mã số 15, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship. Tiếp theo mã số 16. 16 lên cho mọi người một con máy Shimano CPA BB. Thì dòng này dạng chiên anh em lua mực. Máy có nông, lua mực, lua chẻm, câu lóc, máy có nông, ta quay đôi. Đây, mắt đột chụp bên đây nè, đó, máy sao báo lên đây vậy. Thì con này được sản xuất tại Malaysia, dòng Shimano, dòng đề cao, ABS đầy đủ. Máy hoạt động thì rất là mượt, đó. Một dòng tua nó quay nè, rất là đầm nha mọi người, đầm và mượt. Mỗi lần mua bên sóng. Máy cứ ok, ABS khá là dính. Máy hoạt động rất là mượt nhé, đó. Được cái là máy này nó có xuất sắc nè, đó, xuất sắc rất là nhiều luôn. Nồi xuất reality nè, đó. Mà dây nó vô khúc này nhá, cho đây không ảnh hưởng đâu. Tổng thể ngoại hình đây, đó. Đây, đó. Xuất sắc nha mọi người. Rồi, một cái giá con này thì rất là hời cho mọi người luôn. Con này cước số BE số 1 trên 120m, BE 0.8 trên 150m nhé. Rồi giá công khai máy số 16, giá là 1 triệu nha mọi người, giá khá là hơi, 1 triệu cộng ship đối với một con máy hoạt động rất là mượt mà thế này. Tiếp theo máy số 17 lên cho mọi người một con máy Tewin, một con thương hiệu khá là nổi tiếng. Đây một con máy Tewin của Shimano. Đời này đây khá là xong nha mọi người. Đời này nó chung với con Bio màu trắng á. Đây, đó. Thì con là một con Tewin 3000, cước số 2 như được 220m, cước số 3 như được 150m, cước số 4 như được 100m.
tổng thể của anh còn rất là mới. Đó, tổng thể của anh mới. Đây có xuất sắc về điểm nè. Đó. Cái bay sơn, cái màu sơn của nó nhìn ngà ngà, nhìn nó cũ cũ tí. Mô bên là bưng, mô bên đẹp nha mọi người. Rất là đẹp. Con này được sản xuất tại Japan, của Nhật. Đặc biệt con này là tay quay đôi. Đó, tay quay đôi thì rất là thuận tiện cho anh em câu qua luôn. Máy hoạt động này rất là mượt rồi. Đó. Ngọc tài nguyên này khỏi thở bàn, rất là nổi tiếng. Cá ABS hoạt động nè, rất là mượt cho anh em, im thì thầm luôn. Lừa lóc và khỏi chơi. Loại này rất là châu bò. Rồi, giá cũng khai máy số 17, giá 1.400.000 nhé. Tiếp theo máy số 18 lên cho mọi người một con máy tài nguyên luôn. Đó. Thì con này tài nguyên xây 2000. Tài nguyên 2000 thì máy này đổi trái phải bình thường nhé, có cốt và cốt cho đây là cốt bạc đạn. Tổng thể của hình máy này nó rơi tầm khoảng 90-92% á, còn rất là mới. Bộ bình ở đây đó, rất là mới nha mọi người. Thì máy này 2000 thì cước số 2 thì là 150m, cước số 2.5 thì 125m, cước số 3 thì là 100m. Lần này lần sáng nha, để cứ ok. Máy được sản xuất tại Nhật nha mình, mọi người. Pen. Máy thì ngoại hình mới thế này thì hoạt động khỏi cần phải bàn. Đó, rất là đầm, đầm và mượt nữa. Đây, đó. Đây cho mọi người xem cận cảnh nha. Mọi người ok nè, ABS đầy đủ nha mọi người. Ba dính nè. Để gần điện thoại luôn, quay nó không nghe tiếng động lạ luôn nè. Đó, rất là mượt. Hàng nguyên zin nha, ốc đây. Đó. Rồi, giá công khai mãi số mấy ta, số 18, giá 2.000.000 nhé. Con này anh em nào về lua lóc thì đánh bạo lực khỏi bàn, rất là trâu. Tiếp theo mãi số con này 10 mấy ta, đây là 18, 2.000.000. Tiếp theo mãi số 19. Đây, 19 lên cho mọi người một con máy Shimano Biomaster C3000. Thì dòng C trong trên máy Shimano nó có biểu, nó có ý nghĩa là cái dòng máy body nha mọi người. Dòng C là dòng máy nhỏ body. Đây là một con máy C3000 Biomaster. Thì body nó rơi tầm khoảng 2.500 thôi. Nó làm nhỏ gọn con máy lại. Đây, cầm trên tay nè. Nó nhỏ gọn nằm trên lòng bàn tay nha mọi người. Thì con này C3000 có xây tương đương rơi tầm khoảng, xây tương đương là chuẩn xây 3000 của Shimano luôn. Nhưng mà body của nó làm nhỏ gọn lại. Dây này dây nylon đây, cước số 3 trên 150m, cước số 4 trên 100m. PE thì con này vô PE số 2 trên 180m, PE số 1.5 vô được 270m nhé. Con này thì nó là đời 2008, dạng cái đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật luôn nha mọi người, một trong những đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật. Máy bio một bên sống đây, cước OT tay quay đẹp. Tổng thể ngoại hình thì có xuất sắc li ti thôi, chữ đây. Đó. Máy còn đẹp nha mọi người. Đó. Hàng sản xuất tại Nhật. Loại này đánh lóc và khỏi bàn, rất là ok. Con lăn đây. Máy hoạt động ok. Đó. Rất là mượt luôn. Quay ngược ok. Đó. Tay quay xích gần nhé. Đây. Đây cho mọi người xem. Rồi, giá công khai mãi số 19, giá là 2.200.000 nha mọi người, 2.200.000 cộng ship mãi số 19. Thêm đây lên cho mọi người mãi số 20. Thì 20 lên cho mọi người vẫn là một con máy thương hiệu khá nổi tiếng. Đây là một con máy Shimano Luvias. Thì con này được sản xuất tại Thái Lan, cốt và cốt trợ lực. Đó. Con này được độ cái chống ngã nè, đó. Tay quay xịt răng. Thì dòng Luvias này hoạt động thì rất là mượt. Đây thì hình như là con Luvias này là một con 2506 nha mọi người, 2506 cước be mà 0.8 vô được 100m. Đó, chắc vậy, nhớ là vậy. Đó. Dòng cối nông nhá, dòng mè chi anh em mà lua lóc mà anh em hay thay dây thường á. Đó, đánh những con máy này rất là khỏe và đầm, hoạt động rất là mượt, cầm rất là nhẹ tay nha mọi người, hoạt động mượt mà nhé. ABS khá đầy đủ nè.
quay cực kỳ đầm luôn. Cái tỏi nè. Duyệt rồi, giá công khai máy số 20, giá 1,6 triệu nhé, 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo máy số 21 lên cho mọi người một con máy kit. Đây là một dòng máy kit custom. Kit custom này là kit custom có 2508 thì cứ 0.6 0.8 giao động 150m nha. Thì dòng kit này dạng cao cấp của dòng kit này đó, thì nó hoạt động nè anh em thấy không, rất là mượt nha, mượt và rầm bô bên sống. Thì con này nó có xuất sắc rất là nhiều luôn đó, đây xuất sắc nha. Nhưng mà anh em quăng, anh em nào mà không để ngoại hình á nhưng chất lượng á thì con này hoạt động rất là đầm, rất là mượt. Dòng kit custom thì khá là tính có xuất sắc nè, nó xuất sắc rất là nhiều. Kết định sản xuất tại Thái Lan, tay quay được cái là tay quay đôi nè, tay quay đầu của kết rất là đẹp, đẹp và ngon. Máy hoạt động đây đó, rất là mượt nhá. Bên ngược ok nè, à bếp đầy đủ nè, anh em khỏi lo. Rồi giá công hàng mã số 21 giá 1,6 triệu nha, 1,6 triệu. Tiếp theo mã số 22 thì 22 lên cho mọi người một con máy được độ nồi. Thì con là một con EOS của Shimano sản xuất tại Malaysia, được độ cái nồi là nồi Biomaster đó, nồi Ultega 4000, con này xây 4000 được đổi cái nồi Bio Ultega 4000 nhé. Đó, cái nồi Ultega 4000 được sản xuất tại Nhật nè. Thì 4000 thì cứ số 4 được 150m, cứ số 5 được 115m nha. Đó, bê thì bê số 2 được 270m. Thì con này anh em nào về câu ngâm câu lua đó, rất là ok. Này FF nè, LF nè, bộ bên là bộ sống nè, like nồi nhé, like nồi được cái hoạt động mượt mà không lỗi lầm. Giá này giá bán thanh lý luôn, giá mã số 22 giá là 900 nha. Tổng thể con này đẹp đó, đẹp nha mọi người đó, đẹp. Rồi giá mã số 22 giá 900 cộng ship nha, máy hoạt động được mượt mà. Tiếp theo máy số 23, đây loại máy này thì đây một con máy đã qua kit 3500i đó. Thì con này thì rất là nhiều anh em đặt luôn, đây. Máy nguyên zin nha mọi người, còn rất là mới. Đây một con kit Kalina 3500, một bên là bộ sống nè, rất là đẹp. Thì con 3500 mất xe tương đương tầm khoảng 4 nha, cứ số 4 như được 200m, cứ số 5 như 150m. Máy còn rất là đẹp luôn, hàng Nguyễn xin sau cho anh em coi từng góc nè. Hàng này được sản xuất tại Nhật nha mọi người, hàng Japan. Đây có xước xác nè, mà xước cái này tí con này thì có một điểm xước nặng chỗ này, xước cái này chọc sơn nhá, cái này trong quá trình vận chuyển về thôi đó, xước cho mọi người đó. Con đang đẹp, nói chung tổng thể con này nó ra tầm khoảng 90% ăn lên nhá. Máy thì hoạt động rất là đầm, dòng kết này thì quá cho nổi tiếng rồi, anh em câu lóc gừng thì rất là thích săn cái dòng loại này câu đó, động mực mà nha mọi người, mực và đầm khỏe nữa đó, rất là mực. Rồi giá công khai của máy số 23 giá là 2,8 triệu nha mọi người, 2,8 triệu cho máy số 23 kit Kalina 3500 hoạt động mực mà. Tổng cộng
23 máy là mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng máy nào chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Không thôi mọi người có thể liên hệ số điện thoại để trên góc trên tay nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.